Chào các em, rất vui gặp lại các em trong ngày hôm nay trong chương trình học vật lý online của công ty Karasa với chương trình học vật lý lớp 10. Thì để tổng kết lại những gì chúng ta đã học ở trong chương 4 thì hôm nay thầy sẽ ôn tập chương 4 cho mấy em ở hai loại hình làm bài tập, đó là loại trắc nghiệm và loại gì đây, tự luận. Rồi chúng ta sẽ tiến làm cách để làm để chúng ta tập làm quen với, sau này chúng ta sẽ làm trắc nghiệm nhiều hơn, rồi sau đó ta sẽ làm tự luận để nâng cao cái khả năng nhanh nhẹn của mấy em. Đầu tiên vào đó là phần trắc nghiệm 1. Đó là trắc nghiệm. Trắc nghiệm. Câu 1. Một vật có khối lượng là 10 kg. Một vật có khối lượng là 10 kg. Trượt không vận tốc đầu từ một đỉnh của một mặt phẳng nghiêng 20m, cao 20m. Khi tới chân dốc thì vật có vận tốc là 15m trên giây. Tính công của lực cản, lấy g bằng 10m trên giây, tức là công của ma sát bằng bao nhiêu. Được chưa? Thì bài này mấy em sẽ áp dụng cái gì để ta sẽ tính được cái bài toán này? Thì bài toán này mấy em sẽ thấy rõ ràng là nó liên quan đến độ cao h nè, liên quan đến vận tốc nè, thì liên quan đến độ cao và liên quan đến vận tốc thì ta nhớ ngay đó là gì? Cơ năng. Cho nên bài toán này ta sẽ áp dụng được bảo toàn năng lượng để ta tính được công của lực ma sát. Đó là theo công thức, đó là công của ngoại lực sẽ bằng cơ năng lúc sau trừ cho cơ năng ban đầu. Mấy em nhớ công thức này cho thầy ha. Được chưa? Như vậy thì bài này chúng ta sẽ giải bằng cách là, do ở đây là trắc nghiệm cho nên tôi không có sĩ làm mà cái bằng cách là gì, chọn gốc hệ gốc gốc thế năng ở mặt đất, thì những cái đó tôi sẽ bỏ qua và tôi sẽ làm nhanh luôn bằng cách là mình vẽ cái hình ra thử, mình sẽ coi ngay lập tức. Ở đây độ cao h nè, ở đây tới đây là gì, tới đây là vận tốc là v ở đây, đúng không? Như vậy thì bài toán này mình sẽ áp dụng nhanh tại vì ta làm trắc nghiệm, cho nên ta sẽ có là công của ma sát, ở đây ngoại lực tác dụng vào vật chỉ có ma sát mà thôi, thì ta có là công của ma sát bằng cơ năng lúc sau trừ cho cơ năng ban đầu. Thì mấy em để ý cho thầy, cơ năng lúc sau của mình có phải là tại gì, tại mặt đất ở đây, đúng không? Tại mặt đây thì chỉ có gì, chỉ có vận tốc thôi, cho nên nó chỉ có động năng là thôi, trừ cho cơ năng ban đầu. Cơ năng ban đầu thì nó nằm ở đây, và ở đây người ta bắt đầu thả, cho nên vận tốc cũng bằng không và nó chỉ có độ cao mà thôi. Được chưa? Rồi từ đây mình thấy số vô cho thầy, mình sẽ được bằng bao nhiêu? Bấm máy cho thầy đi. Có phải bằng là trừ 8.75 joule, đúng không? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục qua câu 2. Người ta kéo một con lắc đơn có khối lượng M, chiều dài L ra khỏi vị trí cân bằng O, sau đó cho phương dây hợp với phương thẳng đứng một góc alpha rồi buông nhẹ. Khi đó đáp án A, H0 bằng 1/2 HA. Ở đây ta chưa bao giờ thấy công thức này, đúng không? Cho nên đáp án này là sai. HA bằng GL A trừ sin alpha. Ở đây mấy em chưa thấy công thức này mà mình được có là gì? HA phải bằng gì đấy? L 1 trừ trừ cos alpha. Và C là HA bằng là căn của 2GL sin alpha. Ở đây sin ta thấy sai rồi. Vậy cuối cùng ta chỉ còn đáp án nào thôi? D. Đó là đáp án gì đấy? Vận tốc qua vị trí cân bằng thì bằng căn của 2 lần GL 1 trừ cos alpha. Vậy em nhớ một công thức này cho thầy ha. Câu số 3. Câu 3. Một vật ban đầu đứng yên, sau đó vỡ thành hai mảnh có khối lượng M và 2M, có tổng động năng là WD. Động năng của mảnh nhỏ là bao nhiêu? Như vậy thì bài toán này người ta cho mình có hai mảnh đây, mảnh 1, mảnh 2, đúng không? Như vậy thì ta sẽ áp dụng cái gì để giải bài toán này? Những bài toán nào mà có nổ, vỡ hay là va chạm thì ta phải nhớ ngay đó là định lý động, động lượng. Thì chưa? Như vậy ta áp dụng được bảo toàn động lượng, đó là động lượng lúc sau bằng động lượng ban đầu. Chưa? Đây là bài toán này ta phải áp dụng như thế.
Và cái thứ hai nữa, từ công thức là động năng nè bằng 1/2 m v bình, đúng không? Thì mấy em sẽ chia thầy coi động lượng tính theo công thức nào đây. Mấy em có thể tính cho thầy động lượng thì m gì, mv, đúng không? Từ đây em bình phương lên, hai vế lên thì ta được b bình. B bình thì có phải là bằng 2 m bình đúng không? Như vậy mấy em thế vô đây hết tất cả cho thầy, có phải nó bằng là 2 m động năng bình. Như vậy mấy em phải nhớ công thức này cho thầy ha, để mình có thể làm được một số bài tập sau này cho nó nhanh. Được chưa? Rồi, như vậy bài này ta sẽ có là đầu tiên ta áp dụng cái sau đó mở vỡ thành hai mảnh có khối lượng M1, M2 thì ta áp dụng được một còn cơ. Động lượng đầu tiên là B ban đầu bằng B sau, đúng không? Ban đầu của nó là gì? Không. B sau của nó là gồm gì? Gồm có hai mảnh, đó là mảnh 1 MV1, tức là B1, đúng không? Cộng cho B2. Được chưa? Rồi bây giờ từ đây là mấy em gì? Do những cái mảnh này là mấy em thấy là rõ ràng là khi mà chuyển động thì cái động lượng ban đầu nó bằng 0, cho nên suy ra được là B1 và B2 sẽ chuyển động như vậy, cùng phương với nhau. Từ đó thầy sẽ suy ra được cái độ lớn, đó là B1 bằng B gì? B2. Được không? Rồi, mà mình thấy rõ ràng là B1 bằng B2 thì có phải là B1 bình cũng bằng B gì? B2 bình không? Đúng không? Mà B1 bình, B2 bình mình áp dụng thức này. Tại vì sao thầy phải đưa về công thức này? Bởi vì lý do tại sao đây? Lý do là người ta hỏi cái đáp án của mình là động năng, cho nên thầy phải từ động lượng thầy đưa về gì? Động năng để thầy làm. Như vậy thì nó có là 2MWD1 bằng 2 nhân cho 2MWD2. 2M là khối lượng của bánh 2, được chưa? Vậy cuối cùng em sẽ suy ra được là WD2 sẽ bằng gì? 2 đơn giản, 2M đơn giản, thì nó bằng là WD1 chia gì? Chia 2. Đúng không? Và mặt khác, theo đề bài người ta nói là gì? Động năng của hai mảnh này WD1 cộng WD2, đúng không? WD bằng WD1 cộng WD2. Vậy từ đây em thế số vô cho thầy, WD1 cộng cho WD1 chia 2, vậy nó phải bằng là 2/3 WD1. Vậy từ đây suy ra WD1 bằng mấy mấy em? Bằng 2/3 WD. Được chưa? Đây là đáp án cuối cùng của ta. Như vậy thì ta sẽ chọn đó là đáp án B. Rồi, như vậy mấy em hãy lưu ý những công thức này thầy đã cho mấy em. Chúng ta sẽ tiếp tục qua câu số 4.